thoải mái. Ở đấy là ở chỗ nào nhỉ chú nhỉ? Hả? Đây là ở chỗ nào nhỉ? Đây á? À? Đây là thôn gì Bác Hiếu nhỉ? Ở đây á? Ở đây á? Ừ. Xã Trường Sinh rồi. Phú Thọ 1. Thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh. Phú Thọ 1, xã Trường Sinh. Dạy này làm nhìn thế này thôi nhưng mà làm máy tám không lại nó. Nếu một con này làm chấp hành máy tám. Chấp hành giờ hôm ở dưới cầu tôi đang quậy quá. Cái này là tháo bánh này à? Hả? Bánh muốn thôi không rồi. Đâu, loại này thôi. Thay thôi. Thay thôi. Thế còn mới làm rộng dạ thì cái này. Đất khô này thì thay thôi. Dám nước cho sống được kia. Tí nữa nó khởi bố. Hai người khinh cho tàu. Máy nhẹ nhưng mà công suất không nhẹ. Khinh tay rồi để qua đuổi đi. Dầu chứ xăng nó chạy hết. Được. Có máy xăng cho máy xăng không làm được. Không làm được. Cho dầu đi. Đi vào sau. Thôi tôi rớt rồi. Tiện thì cho luôn vào. Cần số em ơi. Bên kia, bên kia. Xong chưa? Thì giám đốc bảo thế nào làm vậy. Hàng kính hả? Xem được không? Được. Được thì cho xuống. Ông lấy đi, ông lấy. Ông lấy nhà luôn. Ông lấy chịu tôi lấy chịu cho ông tháng. Xuống bên nào? Chạy xe vào nhà. Đi ra hỏi nó, nói thôi vẫn hỏi giám đốc. Ừ, vẫn phải hỏi giám đốc nhưng mình có quyết được rồi. Hỏi giám đốc. Anh đi hỏi vợ chưa? Điều phải hỏi.